Và theo như lúc nãy chúng tôi có trao đổi với Quang Huy trước thì Quang Huy và Minh Nhật rất muốn thể hiện một màn chào sân coi như là dẫn chương trình đường lên đỉnh Olympia đúng không ạ? Các bạn sẽ định thể hiện đoạn nào ạ? Dạ đoạn đầu luôn ạ. Khúc mở đầu ạ. Hai anh chị đứng ở hai bên xong rồi bước vào rồi mình có thể chào khán giả. Rồi bây giờ rồi, xin mời các bạn. Hay là hai anh em mình về vị trí thí sinh? Ừ cũng vui. Em cũng chưa bao giờ được đứng ở đây. Yo. Hân hoan được gửi lời chào đón đến tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đón với bốn bạn thí sinh đến từ bốn miền đất nước. Đó là anh Ngọc Huy, chị Khánh Vy, Quang Quốc Khánh và Minh Thái. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay được không ạ? Dạ vâng, trước tiên thì tôi xin được phỏng vấn thí sinh đứng đầu của đoàn leo núi đó là bạn Ngọc Huy. Thì không biết bạn đang cảm thấy như thế nào? Lần đầu tiên tôi đứng ở cái vị trí này đúng là tôi cũng thấy hơi run thật. Bởi vì là không có quý vị khán giả nào đứng đây cổ vũ cho tôi cả. Bây giờ là có rồi ạ. Bây giờ những tình cảm thật đặc biệt và chân thành dành cho thí sinh Ngọc Huy của chúng ta. Và tiếp theo đó là thí sinh Khánh Vy. Bạn đã chuẩn bị cho mình những kiến thức gì hoặc là tâm lý gì để có thể sẵn sàng chiến đấu với cuộc thi chưa ạ? Dạ, lời đầu tiên cho em được gửi lời chào tới anh Huy. Anh... anh ơi em xin lỗi. Minh Nhật. Lời đầu tiên em muốn gửi lời chào tới anh Huy, anh Minh Nhật, các quý vị khán giả đang theo dõi và những quý vị khán giả đang theo dõi trên sóng truyền hình. Một màn chào sân có thể nói là rất là tuyệt vời và không còn gì bằng nữa rồi. Cảm ơn bạn Khánh Vy rất nhiều. Dạ. Còn cảm xúc của bạn Quốc Khánh lúc này thì như thế nào? Mình cảm thấy rất vui. Rất vui. Lúc bạn đứng lên sân khấu có gì khác so với khi bạn xem TV như ở nhà không? Sân khấu rất rộng. Còn TV thì rất nhỏ hả? Cuối cùng đó chính là bạn Minh Thái, một người bạn có mái tóc tôi nghĩ là rất là xinh trong tất cả bốn thí sinh ngày hôm nay. Rất là xinh. Dạ vâng, cái mái tóc này thì rất là vàng và mình thấy là bạn cũng có một cái style rất là chất. Không biết là mái tóc này bạn đã nuôi bao lâu rồi ạ? Mình nuôi khoảng tầm 6 tháng từ đợt nghỉ dịch. Vâng, và hy vọng là mái tóc vàng ngày hôm nay sẽ đem đến may mắn cho bạn. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho cả bốn thí sinh của chúng ta để bắt đầu phần thi đầu tiên mang tên Khởi Động. Bây giờ là lượt thi khởi động đầu tiên. Lễ hội tôm hùm sông Cầu là sản phẩm du lịch mới. Vũ Yên. Chính xác. Khi em chuyển từ không khí vào nước, bức sóng của sóng âm thay đổi thế nào? Không thay đổi, tăng hoặc dài hơn ạ? Nguyễn Sơn Lập. Quốc Khánh. Thằng Thái. Đúng là như vậy. What's the name of the only island district? Quang Huy. Lý Sơn Island. Province. Chính xác. Những hình nào vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng trong các hình sau, hình bình hành, hình thang, hình chữ nhật, hình thoi? Bên trái. Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi. Hình chữ nhật, hình thoi thôi ạ. Từ nào còn thiếu trong các câu sau người thanh cũng thanh trong kêu khẽ đánh bên vành của kêu? Tiếng nói của thanh. Tiếng nói ạ. Đến năm 2022 ở cấp độ câu lạc bộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải gắn bó lâu dài nhất với đội bóng nào? Câu lạc bộ Hà Nội. Chính xác. Hội nghị Yalta diễn ra vào tháng 2 năm 1945 giữa ba cường quốc đó là Cầu Liên Xô. Bạn đã kịp giành 10 điểm. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động đầu tiên và có 3 bạn đang giành điểm, đó chính là Quang Huy có 10 điểm, 20 điểm thuộc về Minh Nhật và 30 là số điểm của Quốc Khánh. Bạn Trần Quang Huy đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Huy. Em xin gửi lời chào đến chị Khánh Vy, anh Ngọc Huy, ba bạn cùng chơi và tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay S14 và tất cả những khán giả đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ. Em tên là Trần Quang Huy, học sinh của lớp 11A9, trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, lời chào vừa rồi chỉ là 1/7 trong số những gì mà chúng ta chưa khai thác về Quang Huy thôi, bởi vì bạn có chia sẻ đây là có khả năng chào bằng 7 thứ tiếng. Dạ, không hẳn là 7 nhưng mà cũng gần số đó. Bây giờ thử luôn nhé. Dạ. Nào. Thứ nhất là tiếng Nhật. Minasan, Ohayo gozaimasu. Hajimemashita. Watashi wa Trần Quang Huy desu. Konnichiwa. Câu đó có nghĩa là xin chào tất cả mọi người, tên em là Trần Quang Huy. Thứ hai là em sẽ nói bằng tiếng Anh. Hello everyone, my name is Trần Quang Huy. I come from Nguyễn Công Trứ High School. I'm 17 years old and I'm currently living in Ho Chi Minh City. Wow. Em đang tiếng Anh rất đỉnh đấy. Tiếng Thái đi ạ. สวัสดีค่ะ Chan Chu Cheng Quang Huy Chan are you Steve Chat Peter và cuối cùng là tiếng Hàn. Tiếng Hàn oppa. Dạ không phải oppa.
안녕하세요 만나서 반가워요 대박 진짜. 대박 진짜. Cái câu của tiếng Hàn cuối cùng là gì ạ? Em đúng quá, em quên nghĩa luôn rồi. Em rất vui khi được gặp mọi người. Cái câu cuối Huy muốn nói là thế bác chính trả là đỉnh thật đấy. Dạ vâng, đỉnh lắm. Bạn khen tôi hả? Kamsamita. Vâng, và có vẻ những các thí sinh cũng đã rất sẵn sàng rồi. Và hy vọng rằng các bạn đã cảm thấy thoải mái khi những phút giây đầu tiên được làm những cái điều mình thích ở trên này, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lượt thi khởi động. Kinh tuyến đông nằm bên, kinh tuyến gốc hoặc kinh tuyến tây. Phải, trái. Chính xác. Từ Hàn Việt nào được dùng để chỉ nơi tập luyện của các võ sinh trong các môn phái? Vũ Khánh. Bỏ đường. 10 điểm. Theo bộ luật hình sự hiện hành, người từ đủ Minh Thái. Tuổi 16 ạ. Chính xác. Lời hát nước thêm trong dòng sông Bến Nghé, chợ thêm đông, chợ vui biến thành. Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thêm 10 điểm nữa. What's the past simple of fly? Vũ Khánh. Flu. Chính xác. Tia sáng khúc xạ đi ra khỏi một hộp kính gọi là gì? Vũ Khánh. Tia khúc xạ. Tia ló mới đúng ạ. Toàn bộ đường biên giới trên bộ của Brunei giáp duy nhất với quốc gia nào? Malaysia. 10 điểm. Ở tất cả các loại cây, sự thoát hơi nước diễn ra chủ yếu Minh ở mặt trên của lá. Sai. Chính xác. Đón học sinh đầu cấp trao cờ độc thư của chủ tịch nước. Minh Nhật. Lễ khai giảng. 10 điểm. Vâng, rất nhanh chóng các bạn thí sinh của chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động thứ hai và số điểm của họ đã tăng lên khá nhiều rồi. Lần lượt là 30, 40, 55 và 10. Thí sinh đang đứng ở vị trí số 3 của đoàn leo núi ngày hôm nay đó chính là bạn Đặng Quốc Khánh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Gia Lai. Xin chào Quốc Khánh. Dạ, xin chào chị Khánh Vy và anh Ngọc Huy. Và cùng với toàn thể các vị khán giả đang có mặt tại F14 và ở qua màn hình nhỏ. Rất vui được gặp mọi người. Đáng yêu quá. Quốc Khánh thì có điểm trung bình các môn là 9,5. Vậy thì môn nào là môn có phẩy cao nhất ạ? Dạ, là môn sinh ạ. Cả năm 11 là em được 9,8 ạ. Tại sao bạn lại thích môn sinh ạ? Em thấy là trong môn sinh nó cũng có nhiều chuyên ngành để mình đáng để mình khám phá lắm. Như em thì em thích sinh học phân tử. Tại vì em muốn tìm hiểu sâu hơn về bản chất con người. Không chỉ là qua về hình thái giao tiếp bình thường mà còn là chính cái cấu tạo nên con người nữa. Vâng, bạn thích học cái sinh học phân tử ấy. Nó có liên quan gì đến cái công việc mơ ước của mình sau này không? Em muốn tìm hiểu sâu hơn về bản chất của ung thư hay là một số bệnh về phân tử. Vẫn nó là vấn đề trong hiện nay và cả tương lai luôn. Và em nghĩ là cái đấy thì nó làm em cảm thấy rất là hứng thú và em thêm yêu bụi môn sinh của em hơn. Wow, rất là tuyệt vời. Chúng tôi tin là Quốc Khánh chắc chắn sau này sẽ là một trong những nhân vật có đóng góp rất lớn trong việc mang lại cho sức khỏe toàn diện cho con người nhé. Vâng, và kể cả phương châm trong cuộc sống của bạn cũng liên quan đến môn sinh học đúng không ạ? Còn thở là còn gỡ. Vâng, và tôi chúc bạn sẽ có được một kết quả thật tốt trong cuộc thi ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với chàng trai có mái tóc xinh nhất theo lời của Huy. Đó là bạn Nguyễn Minh Thái đến từ trường Trung học phổ thông FPT Hà Nội. Xin chào Thái. Chào Thái. Chào hai anh chị, chào ba bạn cùng chơi và toàn thể khán giả đang ở trong trường quay F14 và toàn thể khán giả đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ. Trong bảng đăng ký của Thái thì chúng tôi rất là ấn tượng khi mà Thái đạt giải nhất Olympia của trường và đạt huy chương vàng môn bắn súng cấp thành phố. Em học bắn súng từ khi em lớp 9. Khi ấy là có một thầy dạy bắn súng, thầy đến trường và thầy tuyển mấy bạn đi để đi, thầy sẽ luyện tập để đi thi đấu ấy ạ. Thì em may mắn thì được thầy chọn và sau một thời gian tập luyện thì em đi thi luôn. Đúng là thầy đặt niềm tin ở đúng người đấy, đạt huy chương vàng luôn. Cái điều gì mà khiến bạn thích môn bắn súng thế ạ? Trong môn bắn súng thì bọn em phải có cả thể lực và sự tập trung. Đồng thời thì bọn em cũng phải điều khiển cả cái hơi thở của mình trong mỗi phát bắn ạ. Cho tôi hỏi một chút là cái việc bắn súng là cái việc nhắm thì là mình phải là được quan trọng hàng đầu đúng không? Nhưng mà tóc bạn dài thế kia thì liệu có bị ảnh hưởng gì đến tầm ngắm không? Không ảnh hưởng ạ. Người ta đã đạt huy chương vàng rồi anh ơi, tóc có dài nữa thì cũng huy chương vàng thôi. Cảm ơn Minh Thái. Và với tinh thần sảng khoái như vậy thì các thí sinh sẽ đến với lượt thi khởi động tiếp theo. Biển hồ Pleiku nằm ở tỉnh nào? Quang Huy. Gia Lai. Chính xác. Một số thực x được gọi là số nếu không tồn tại hai số nguyên A khác 0 và B sao cho A x bằng B. Quốc Khánh. Số thực. Số vô tỷ ạ. The Mid-Autumn Festival is held on which day? Quang Huy. During the 8th month of the 19th, lunar calendar year. 15th.
Nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ nhất mà tại đó chất cháy tự cháy mà không cần tiếp xúc. Thấp nhất. Chính xác. Phần có màu đỏ nằm ở lớp trên cùng của cây trạng nguyên trưởng thành thực chất là bộ phận nào của cây? Đài. Lá mới đúng ạ. Vị vua nhà Hậu lên nào đã nhắc nhở các quan trong triều một thước núi một tấc sông? Lê Thánh Tông. Nếu nhúng thủy tím vào dung dịch anilin có hiện tượng gì xảy ra? Quốc Khánh. Không được màu. Đúng là như vậy. Đại dương nào có độ sâu trung bình sâu nhất thế giới? Minh Nhật. Thái Bình Dương. 10 điểm. Chiếc khăn piêu là bài hát do nhạc sĩ nào sáng tác? Đáp án là Doãn Nhỏ. Đua ghe ngò trong lễ hội ốc ống bốc là một đặc trưng của văn hóa Khmer. 10 điểm. Những câu như nước đổ đầu biến, nước đổ là khoai xét về mặt vật lý nhìn chung. Sức cân bề mặt của nước. Sự không dính ướt. Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là rễ, thân, lá hay quả? Quang Huy. Lá. Dễ mới đúng ạ. Như vậy các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 lượt thi khởi động rồi và hãy cùng xem ai đang có những lợi thế ban đầu. Hiện đang sở hữu một điểm 10 đầu tiên là Minh Thái. Đang có 30 điểm là Quang Huy. Sở hữu 60 điểm là Minh Nhật. Và dẫn đầu với 70 điểm là Quốc Khánh. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Và để vượt qua phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay, các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 11 chữ cái. Và người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Quang Huy. Em xin phép được lựa chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 10 chữ cái. Khi xây nhà, người ta thường xây kèo mái nhà theo dạng hình học nào? Có hai bạn thí sinh đưa ra câu trả lời đó là Quang Huy và Quốc Khánh. Quốc Khánh lựa chọn hình tam giác. Quang Huy chúng tôi hiểu là tam giác cân, tuy nhiên đây là lỗi sai chính tả cho nên câu trả lời này chưa được chấp nhận. Vậy là hàng ngang này chưa có ai đưa ra đáp án chính xác. Rất tiếc. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Minh Nhật. Dạ em chọn hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 gồm có 2 chữ cái. Dân tộc Kayan ở Myanmar có tập tục kỳ lạ. Phụ nữ của dân tộc này thường mang hàng chục ký đồng lên bộ phận nào của cơ thể? Nhật Quốc Khánh và Minh Thái có chung đáp án là cổ, vai là câu trả lời của Quang Huy. Lần này thì chúng tôi xin chúc mừng ba bạn thí sinh. Minh Nhật, Quốc Khánh và Minh Thái, cổ là đáp án chính xác và các bạn mỗi bạn có thêm 10 điểm. Chúng tôi đã được lắng nghe tiếng chuông đến từ một bạn thí sinh, đó là bạn Quốc Khánh. Câu trả lời của em là khăn quàng đỏ. Khăn quàng đỏ. Quốc Khánh đã kịp tính số ký tự chưa ạ? Bởi vì khi chúng tôi gọi thì tôi thấy bạn mới bắt đầu cầm máy tính lên. Dạ, khăn quàng đỏ là vừa đủ 11 ký tự. Và em thấy là có huy hiệu của đội thiếu niên từ phòng Hồ Chí Minh. Và câu trả lời ban đầu có thể là một cái loại hình tương tự với khăn quàng đỏ đeo ở cổ. Thì em nghĩ là còn đáp án khăn quàng đỏ là một đáp án có thể là khả năng cao rồi đó. Hôm nay bạn mang đến đây một con bạch tuộc màu đỏ và đưa ra đáp án là khăn quàng đỏ. Và dành chọn cho mình 60 điểm. Xin chúc mừng bạn. Vâng, ngày hôm nay thì chướng ngại vật chúng ta nhắc đến khăn quàng đỏ và bây giờ thì các bạn đã có thể nhìn thấy 4 từ hàng ngang đầy đủ của chúng tôi rồi, bao gồm đỏ, đồng phục, tam giác cân và cổ. Khăn quàng đỏ thì có hình tam giác cân có màu đỏ, tượng trưng cho lý tưởng, cách mạng. Và khăn quàng đỏ là biểu tượng và là đồng phục của đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Vâng, và chướng ngại vật khăn quàng đỏ đã giúp Quốc Khánh có thêm 60 điểm. Và hiện giờ bạn đang dẫn đầu đoàn leo núi với 140 điểm. Các bạn thí sinh còn lại hãy bình tĩnh bởi vì phía trước các bạn sẽ còn rất nhiều những câu hỏi có giá trị cao ở phần thi tăng tốc. Thế nhưng trước đó hãy cùng xem họ đang sở hữu những số điểm thế nào.
Minh Thái có 20 điểm. 30 là điểm số của Quang Huy. Đang sở hữu 70 điểm là Minh Nhật. Và dẫn đầu với 140 điểm là Quốc Khánh. Chướng ngại vật hôm nay em làm không được tốt và Quốc Khánh đã thực hiện rất là tốt khả năng của mình. Em cảm thấy rất là vui nhưng mà trong lòng vẫn cảm giác một chút là phải nên cẩn thận hơn. Có lẽ là em sẽ thay đổi một cái chiến lược nào đó ở phần thi tăng tốc, tại vì tăng tốc là thế mạnh của em. Tận dụng tối đa từng cơ hội, rất tốt và thuận lợi. Áp lực về mặt thời gian, lần này thì hãy tập trung và quan sát. Chúc mừng cả bốn bạn đều đã giành điểm. Cách đây cũng bạn Quốc Khánh là người xuất sắc nhất trong phần thi của chướng ngại vật. Phần thi tăng tốc là một cơ hội rất tốt để cả bốn bạn thí sinh gia tăng số điểm. Vì vậy các bạn hãy tận dụng tối đa từng cơ hội. Và sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn trong phần thi này. Số 120 xuất hiện ở hàng thứ mấy từ trên xuống trong bức ảnh sau? Cả bốn bạn đều đưa ra đáp án là hàng 6 và người trả lời nhanh nhất là Quốc Khánh ở 0:36. Đáp án chính xác của chúng tôi trong cuộc này chính xác là hàng thứ 6 và chúc mừng cả bốn bạn đều đã giành điểm. Quốc Khánh có thêm 40 điểm, 30 điểm về Quang Huy, Minh Thái có thêm 20 điểm và Minh Nhật có thêm 10 điểm. Một khởi đầu rất tốt và thuận lợi. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Các bạn hãy sắp xếp các hình ảnh với nghề thủ công tương ứng. Bốn bạn, Quang Huy là người đưa ra là DCBA, đó cũng là câu trả lời của Quốc Khánh và Minh Thái. Chỉ có Minh Nhật là đưa ra một câu trả lời khác là DBCA. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là DCBA. Chúc mừng Quang Huy đã có thêm 40 điểm, Quốc Khánh có thêm 30 điểm và Minh Thái có thêm 20 điểm. Câu hỏi thứ ba dành cho các bạn như sau. Nếu di chuyển như mũi tên trong hình vẽ, tại vị trí cuối cùng, mặt trên của xúc xắc có mấy chấm? Minh Thái có chung đáp án là 3 và Minh Nhật là 6. Có vẻ như Quang Huy đang khá là bất ngờ với cái thành tích này đúng không ạ? Bạn đang cảm thấy thế nào Quang Huy? Câu này em không biết nè, em lụi mà em bất ngờ khi có hai bạn giống với em mà em không biết đúng hay không thôi. Số 3 là số may mắn của bạn và là tháng sinh của bạn luôn. Dạ đúng rồi. Vâng, và số 3 ngày hôm nay thì còn mang đến cho bạn 40 điểm ạ. Chúc mừng Quang Huy. Quốc Khánh có thêm 30 điểm và Minh Thái sở hữu thêm 20 điểm. Chắc chắn sẽ có những áp lực về mặt thời gian, nhưng mà các bạn hãy thật bình tĩnh để đưa ra câu trả lời chính xác. Lần này thì hãy tập trung và quan sát. Đây là hoa gì?
Tài có thêm 30 điểm, Minh Nhật có thêm 20 điểm và 10 điểm thuộc về Quang Huy. Các thí sinh của chúng ta đã tận dụng khá tốt những cơ hội tăng tốc của mình và bây giờ hãy cùng xem số điểm của các bạn đã thay đổi như thế nào. Sở hữu số điểm 100 là Minh Nhật, đang có 110 điểm là Minh Thái, Quang Huy đang có 150 điểm và Quốc Khánh có 280 điểm. Dạ là em trả lời đúng tất cả các câu hỏi, là em thấy là em đã có sự tiến bộ hơn trong cái việc trả lời tăng tốc. Khá hài lòng bởi vì em đã giành được số điểm mà em muốn có. Với cái số điểm 120 này thì em khá là hài lòng với phần thi của mình. Em sẽ cố gắng hết sức ở phần thi ở về đích và có vẻ là em sẽ chơi với tinh thần, với tâm không gì để mất. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Không có bạn thí sinh nào đã đưa ra câu trả lời chính xác. Về đích